bị là bị và đặt nó mua chắc không bị quá. vậy phải không? Lại qua vậy đi, hôm nay là 4 tháng 12 2021, test thử covid anh mẫn. Nó mới chọc mũi đó. Này nữa nè, lên mấy gạch, hai gạch là có bầu á, một gạch là không có bầu. Rồi qua chữ T rồi, mừng rồi. Sao vậy? Hả? Chữ T ai bị là nó hiện chữ T, cái chọn chữ T nó có dấu là bị. Chết bà, không có gạch nào là có chừng sông thang. Có bị chữ xe thôi à. Con chợ con gạch hả? Ừ. Rồi, Yên tâm. tốn 100.000 bột bột tép. Con bây giờ nó thắng hết đi. Ai mà bị là nên thích dưới tê là nó có một gạch rồi đó. Ngày mấy? 4 tháng 12 cô. Rồi về đủ chưa? Rồi có gạch nè, rồi Mọi xong. người không có bầu gì hết. Chúc mừng.